cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lạch Kèn phối hợp với trường tiểu học Xuân Lam huyện Nghi Xuân vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước cho 200 cán bộ, giáo viên, học sinh. Tại chương trình, các giáo viên học sinh đã được truyền đạt các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước đối với trẻ em như cách mặc áo phao đúng cách, kỹ năng thực hành sơ cứu người bị nạn. Nhân dịp này, trường tiểu học Xuân Lam đã trao tặng 50 áo phao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 1, thôn 2 và thôn 5, xã Xuân Lam.